hé lộ thực đơn siêu khủng của Diêm Chúa Duy Nguyễn, Thánh Súp Việt Nam. Duy Nguyễn uống súp thay nước và ăn uống bạt mạng, thách thức mỡ thừa là điều chúng ta không quá lạ. Những bữa ăn đêm lúc mọi người đi ngủ đã mang đến ức chế rất nhiều cho người xem livestream, đặc biệt là các đối tượng xỉu nhi gato. Thật vậy, là nhân viên văn phòng, ai cũng phải có mỡ bụng. Điều này cực đáng ghét vì nó mang lại sự xấu xí ngoại hình và xuống dốc sức khỏe. Do đó, mục tiêu đầu tiên của các bạn nhân viên văn phòng là giết chết mỡ bụng. Làm sao? Đơn giản thôi, theo cách tập gym và ăn uống như trên tôi đã trình bày. Nhưng chắc chắn sẽ không đủ đâu. Bạn sẽ thiếu nguồn năng lượng để duy trì và các chất xúc tác để tàn mỡ. Nhưng hãy thật sự tỉnh táo trước những lời quảng cáo trên mạng nhé. Không có loại nào, thuốc nào, trà nào hay thiết bị tập tại nhà nào có thể giúp bạn giảm mỡ như lời họ nói. Giảm mỡ là một liệu trình cực kỳ phức tạp mà nó chỉ thành công khi bạn tập luyện, ăn uống và thực phẩm bổ sung. Đó là sự thật, an toàn nếu bạn không muốn chết sớm vì thiếu hiểu biết. Thực phẩm bổ sung là một chuỗi thực phẩm bổ sung được sản xuất từ tự nhiên để cung cấp cho con người những chất dinh dưỡng mà con người không thể nạp đủ thông qua bữa ăn bình thường. Đơn giản vậy thôi, nó không giống thực phẩm chức năng và các loại thuốc. Nói tóm lại, các bạn cần 4 nhánh thực phẩm sau khi chinh chiến trong gym và đốt mỡ thừa. Đốt mỡ chỉ là một trong 4 thôi nhé. Nhánh 1, Fat Burner, dùng để đốt mỡ. Nhánh này có 2 dạng, một là dạng viên uống, 2 là bột uống pha với nước. Công dụng của chúng như nhau, nhưng tôi thích dạng pha nước hơn vì nó giúp chúng ta không phải ăn trong vòng 1 tiếng. 1 tiếng đó đốt mỡ rất hiệu quả. Nhánh thứ 2, Amino, acid amin, duy trì thể lực và tỉnh táo. Bạn thay đổi cách ăn uống ở trên thì bạn sẽ giảm thể lực một chút và đầu óc sẽ không tập trung được. Do đó, bạn cần phải duy trì amino, acid amin thay caffeine để làm việc hiệu quả. Đơn giản là thực phẩm bổ sung amino sẽ giúp cho bạn tập luyện và làm việc hiệu quả hơn. Đây là bí quyết thành công của tôi, nói riêng và nhân viên văn phòng. Nhánh 3, Reworkout. Đây là loại thực phẩm bổ sung năng lượng trước tập luyện và lao động nặng. Ngay trước lúc tập gym, các bạn không được ăn. Các bạn phải sử dụng Reworkout để uống, giúp bạn không đói. Nhưng lấy năng lượng dự trữ trong người bạn ra để tập luyện, giúp bạn tỉnh táo, tập trung và máu lửa. Điều này mới mang về 60 phút tập gym đáng giá. Nhánh thứ 4, Protein. Bạn có thể nạp protein từ thịt, cá, trứng, sữa hoặc từ thực phẩm bổ sung. Nhưng từ thực phẩm bổ sung sẽ giúp bạn hạn chế được calorie và các chất xấu kèm theo, đồng thời tự chủ được thời gian hấp thu protein. Trong nhánh này có 3 dòng căn bản sau: Whey dùng cho hấp thu nhanh và hỗ trợ giảm cân, tăng cơ. Lean Body hỗ trợ tăng cơ, giảm mỡ và thay thế bữa ăn. Mass dùng cho người gầy, tăng cân và tăng cơ. Phần này thật là dối các bạn nhỉ? Khối lượng kiến thức 1 năm mà chỉ viết bằng một vài dòng ngắn gọn thật khó diễn đạt. Nhưng nếu các bạn có nhu cầu, vui lòng comment bên dưới hoặc gọi tổng đài 1900 2050, nhân viên BBT sẽ tư vấn bạn thật nhiệt tình và chính xác. Vậy cách dùng thực phẩm bổ sung của tôi một ngày như thế nào? Mục tiêu của tôi là dân văn phòng đẹp trai và đẳng cấp, bụng 6 múi, vai u, thịt bắp, định anh hùng nhé! Nên nhớ, đây là tên của những sản phẩm hiện tại và có thể thay đổi trong tương lai. Sáng ngủ dậy, 9 giờ sáng, 1 cho đến 2 muỗng RSP qua Ralin. 10 giờ sáng, Reworkout Nutrex Outlift, 1 cho đến 2 muỗng. Sau đó tập gym đến 12 giờ. Trong lúc tập gym uống Amnolin và Dark Matter như nước. 12 giờ, tập gym xong dùng hai loại ISO, một ISOPOT và ISOLATE. Đây là hai dòng whey đỉnh kết hợp có tác dụng đốt mỡ và tăng cơ. 13 giờ, ăn cơm mẹ nấu. 16 giờ, Lean Body hoặc 2 muỗng Lean Đồ 8 hoặc Muscle Infusion. 19 giờ, Lean Body hoặc 2 muỗng Lean Đồ 8 hoặc Muscle Infusion. 22 giờ, ăn khuya và livestream đảm đạo thế sự. Khuya, trước khi ngủ 2 muỗng casein. Trong ngày, tôi vẫn duy trì uống Amnolin và đốt mỡ vào những lúc khát. Lượng nước lọc nạp vào một ngày ước tính từ 10 cho đến 15 lít tùy thời tiết. Các bạn nghe qua bảo đảm sẽ rất choáng, nhưng tùy thuộc vào mỗi cá nhân, công việc và cường độ tập luyện sẽ có cách phân bổ cho hợp lý nhất. Hãy liên hệ chúng tôi qua phương tiện mạng xã hội, website hay số điện thoại 1900 2050 để được tư vấn sát nhất nhé. Tôi tự hào là một gymmer doanh nhân và tôi thích nhìn thấy các bạn là những nhân viên văn phòng đẳng cấp nhất trong số các nhân viên văn phòng khác. Cố lên, không gì là không thể các bạn nhé.